MLMS Bình Dương xin chào bà con cô bác quý cô chú các chị đang xem trên kênh YouTube của MLMS Bình Dương ha. Bây giờ là 13:25. Đây là ba vị khán giả viếng mộ vua vú chiều nay. Nhưng đồ thân báo luôn là những thứ để thọ dụng như cùng đồ tắm ủa anh tắm anh yêu nóng quá. Hồi nãy có như một khán giả như bỏ quên lại cái dù hả? Dù mới luôn hả? À, vậy mình giữ nó đi. Có gì không anh? Dù hai lớp nha. Hai tầng nha. Hai ba. Khán giả nào quên nhớ. Ê, nó bị gãy cây rồi. Bị gãy rồi. Dù hai lớp ha. Thôi giao lại cho anh. Giao cho anh Ngọc. Ủa, cái dù kia của mình đâu màu xám đâu? Hả? Dù màu xám mình đâu? Có tiền thì anh Ngọc nha mọi người. Mình đâu có cái dù màu xám. Không có cái dù màu xám kia của mình kìa. À khán giả đổi rồi. Cái dù màu xám kia kìa. Ý anh là khán giả đổi đúng không? Không. Thôi giờ mình thắp hương cho chú đi. Anh thắp rồi đó, cái bằng ấy anh chạy rồi đó. Mới vừa thắp rồi thì đi ra khán giả vô luôn á. Trình đi. Trình với chú rồi đúng không? Xin phép mấy anh em mình quy quy và gửi lại cho mấy anh em đây coi buổi chiều. Vậy có ai cầm điện thoại giờ không? Để em dặn hương trình cho chú. Cái đây đâu anh? Em mới lấy ra em cúng đó, rồi khán giả tới đó. Của một cái vị khán giả gửi Đồng Tháp ở Cao Lãnh á. À, quỳ lại luôn cúng đúng rồi á, tàu có cái remote quay anh yêu cũng quỳ luôn à. Cô đó là ở trùng quê với chú Vũ Linh á, ở Cao Lãnh á. Dạ cô từ đâu đến hả cô? Chắc là ở bên nước ngoài mới gì hả cô? Sài Gòn á, dạ. Chụp lại. Cô chụp hình, đang chụp hình ảnh kỷ niệm với chú ha. Ở trong YouTube thấy hoành tráng mà đây cũng đâu có gì đâu. Dạ cũng bình thường ha cô. Hay sao cô? Hình đẹp lắm cô, đúng không? Dạ, ở ngoài cũng đẹp vậy đó cô. Giống như vậy. Nó. Vì mình vừa thắp nhang xong rồi mà không có quay thì vừa đi ra thì thấy khán giả đến quý cô chú vậy. Rồi mở máy lên quay luôn. Chung là mấy anh em đi đâu cũng phải trình quý anh chị nhiều khi cũng không quay luôn. Đó. Bữa nay có cái tấm này im ha. Mọi người lại thoải mái luôn. Đó. Quá im không? Anh mới lấy ra anh cúng đó là khán giả tới luôn đó mà không có quay. Quá trời im luôn. Trình chú. Quá êm. Quá êm luôn ha. Cái này nó mới chiều rồi, trời mưa mới cắt lấy. Anh dẹp đó, không dẹp là mưa rồi. Các bạn tập là anh gì anh thử chưa? Thử chưa? Thử đi. Cháu. Nghe bà nói à. Sao vậy? Bữa nay là cái YouTube bự lắm. Đưa nó xíu. À ai cũng nói vậy mà. Tại vì khi mình quay á, mình quay cái góc nó khác. Đúng rồi. Đó, còn thực tế nó cũng hơi khác tí xíu. Anh Hoàng Nam test luôn ha anh Nam. Mấy ngày nay rồi test gì nữa. À anh Ngọc ơi, em bàn giao cho anh nè. Con
anh Minh, anh Minh anh đây bàn giao cho anh này nè. Ở chiều nay rất là nắng ha. Chiều nay thì mấy anh em có một cái sự kiện rất là đặc biệt luôn. Ở cho nên các anh em cũng vừa thắp nhang cho chú để trình với chú là xin phép thì tụi con đi quay sự kiện chiều nay ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó. Thì chiều nay có anh Ngọc nè, chị Hoa, anh Giàu ở lại mộ chú. Đó. Thì các anh em đi quay sự kiện có rất là nhiều nghệ sĩ tham gia luôn nha. Thì mong rằng bà con cô bác đón xem theo dõi trên các kênh YouTube của các anh em để cập nhật được cái tình hình mới nhất nha. Nãy giờ thì các anh em cũng vừa thay đồ thay đồ mới ra ha. Thay xong rồi vô hấp nhang cho chú xong mà áo cũng ướt hết trơn luôn. Hiện tiên cũng vừa xong nè. Bây giờ là mấy anh em thắp hương trình với chú, xin phép chú đi quay sự kiện cho nó thành công tốt đẹp. Chiều nay thì có anh Ngọc, anh Giàu nè, chị Hoa. Quá trời nắng luôn, em thay cái áo xong mà giờ ướt hết trơn nữa rồi. Mới thay ra. Đúng rồi. Em chờ chút xíu nữa em thay không chịu. Em cúng chưa? Trời ơi bướm bay quá trời, em cúng rồi. Em thắp nhang xin chú rồi. Dạ. Rồi anh Nam ướt hết trơn nữa rồi. Đó, các cô chú anh chị thấy anh Nam anh chịu không nổi nên anh mở máy lạnh lên trên xe cho anh leo lên. Lên xe, hôi bốm quá trời nè. Đó, bốm quá trời bốm luôn. Hoa nhiều là bốm nhiều. Hả, nè. Mới đậu. Ê, coi nè, đặc biệt không? Vừa đậu tay em luôn. Cái ông bốm đen này mới đậu tay 15 mới luôn nè. Anh Minh, ông bốm đen này mới đậu tay em luôn á. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc, em đi về trước nha. Đổ tắm cái gì? Không, vừa rồi 8 phút mấy rồi. Mình xin chào bà con ha. Bà con nhớ anh em mình quay sự kiện ha, quý vị chú chị. Có rất là nhiều nghệ sĩ luôn nè, Hương Lan nè, Quốc Đại, ô tùm lum hết. Gì? Có nhiều nghệ sĩ lắm á, tới ha. Mình nói luôn nhiều luôn thôi chứ bây giờ mình nói nghệ sĩ nào sao biết được được. Để quay sẽ có nhiều nghệ sĩ. Rồi thôi tạm biệt chị Hoa, anh Ngọc nha. Rồi mấy anh em ở lại giữ mộ chú ngon lành nha. Có gì bất biến thì mình cứ lấy điện thoại rồi mình ghi thôi. Ok nha. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị nha. Rất là nhiều ha, bà con đón theo dõi những cái video tiếp theo mới nhất của 15 hết để cập nhật tình hình mới nhất tại cái sự kiện chiều nay tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.